Chị ơi, cho em hỏi là ở đây có gọi đồng nam không chị? Hay là dạ, em vô giờ làm chưa? Dạ, dạ, dạ. Oh my god! Để cặp ở đâu được chị? Em đang đi du lịch đó, em quay được không? Gì cũng được, chị cho gì thì gọi đó. Xuống em á, em cứ thích xuống chị luôn mà. Bình thường mình gọi đầu massage là mấy phút chị? Tầm 40 phút luôn hả? Qua wow. Ở một tuần rồi á. Phê thật hả? Em cứ đứng quả mà không dám vô. Tại thấy kiểu giống như cũ dành cho nữ á. Nam nữ. Chị ở một mình hả? Phải cởi nút không? Sao cổ hả? Sao cổ lấy giờ chị lên Sài Gòn bao giờ chưa? Có rồi hả? Đúng rồi, kẹt xe. Ở đây có vẻ bình yên sạch sẽ đúng không? Chị chắc tầm 27-28 nè, đúng không? Đoán vậy. Đúng rồi mà đúng không? Em mới đoán chị trúng phóc luôn nên chị đoán thử em coi. Hai người nhỏ. 2000 hả? Nhìn mặt ngon hả? Non. À non. Chị mở thì từ mấy giờ đến mấy giờ? Mở 9 giờ đến 8 giờ. Có nghỉ ngày nào không? Không luôn. Những thời gian đi đâu đi chơi trời? Tối. À 8 giờ tối đi hả? Ồ. Này là một mình chị làm luôn hả sao? Có ai hỗ trợ không? Có một bé. À một bé nè. Em tên Hậu. Con chó nó khôn ghê, hồi nãy thấy mới vô cái sổ giờ nó im re. Nó vừa quen. Vậy em tới đây vài lần nữa là nó quen luôn. Đúng rồi đó. Nhưng mà tối em phải bay về rồi. Anh ra mặt. Rất lâu lắm mới ra. Nếu mà vì ai đó thì ra lại thì được. Kiếm một em ở Đà Nẵng. Kiếm một em ở Đà Nẵng hả? Ví dụ như bình thường chị massage một gói là bao nhiêu? Một lần massage hả? Ừ, một lần nữa hả? Massage gói. Mặt thôi hả? Massage giống vậy nè. 100. À, 100. 100 ngàn hả? Cái gì? Sao bé vậy? Vậy em có lý do em ra Đà Nẵng rồi đó. Đà Nẵng em massage. Em cứ lấn xuống chạy nè. Bình thường chắc chị massage nữ không đúng không? Ừ. Nhưng mà massage nam thích hơn đúng không? Nữ thôi. Ok á. Nữ massage hoài nó ngán chứ. Nữ là massage nhẹ hơn. À nó nhẹ hơn hả? À, đỡ mỏ hơn đúng không? Nam là massage mặt hơn. Nam thích mặt nam đúng không? Đúng rồi. Em thuộc theo kiếp thích mạnh bạo. Tí là chị gọi em gọi đầu em nó mạnh mạnh xuống gọi đầu á. Mạnh mạnh xuống. Giao châu chị kia. Mặt ba bi mà trâu. Trâu. Tí kia phải biết chị sớm hơn, ở đây một tuần nữa. Anh sẽ ra nữa. Lỡ mà không còn ở thì em bút riêng. Chắc tối ghét chị nữa. Ngọt giờ đêm. Ngọt giờ đêm. Chị chắc có người yêu rồi hả? Đúng không? Tại chị nằm một cái đường nhỏ góc phức á, cái góc chị nhà mừng mặt bằng lớn là tấp nập luôn. Anh là sao họ không biết nữa. Không biết số một không biết. Không biết luôn. Nhắm mắt lại đi cài nha. Nhắm mắt lại đi cài á. Rồi cả nhắm mắt lại không nhìn được chị. Chịu cay luôn. Đừng cài đừng khóc. Da miệng này. Nhắm mắt lại nước cua này. Không sao. Em quen rồi. Giới chị được. Chiều tối nay ở Đà Nẵng em hết việc làm mà không biết làm gì á. Chắc chiều tối ghé lại ghé chị quá. Mốt em nói chỗ này là địa điểm lý tưởng ở Đà Nẵng. Phải đến. Thế á. Mốt đến Đà Nẵng thì ra thân bài là cái tiệm đầu tiên em đến là chị. Hồi nãy giờ nhiêu phút rồi ta?
không biết luôn hả? Không, không canh giờ luôn hả? Rồi giờ bánh xa đến tối, khi nào em ra sân bay luôn. Rồi rồi ngưng. Được không? Chắc lúc đó chị sụi tay. Không còn sợ tóc không? Chứ bình thường chị không canh giờ hả? Có, có lúc canh à. Gặp em cái không canh giờ sao ta? Cái này chị có học không hay là do tự tự bản năng thôi? Học chứ. Học quá hả? Thì gì nó đã hơn. Nó đã hơn cái mấy bạn hớt tóc. Làm đây mà nó là luôn. Hả? Chơi. Đâu có đi đâu chơi đâu, đâu có quen ai gì đâu đi chơi. Ừ. Giờ đang ước có người dẫn đi. Về mà dẫn mình. Tối khuya mới về. Có khách nào mà lại đây mà mời chị đi chơi chưa? Có. Chị có đi không? Không. Nó phải dễ được mời đúng không? Không, chị xem tiện vậy được. À. Chị là người làm đã nhất mà em từng được làm. Nó lâu mà nó vừa á. Chứ ở dưới Sài Gòn em làm có 5-10 phút rồi chớp nhuyễn. Chị đã đỡ. Vừa nằm lên đang lúc gì đang vô cho cơn phê cái nó dứt ra liền. Em mắt tại kìa. Lát cho nhìn. Lát cho nhìn nè. Lát cho nhìn tối luôn nha. Xong rồi hả chú mua chị? Xong rồi đúng không? Nghĩa là sắp xa chạy rồi, không? Mới... năm sau nghe xa vời quá. Wow. Cho ngồi nghỉ ngơi 5 phút được không? Nằm nghỉ luôn rồi, không phải ngồi mà nằm luôn hả? Cho nằm luôn hả? Nãy giờ nằm ngửa nhìn trên trần thôi, giờ mới nhìn thấy mặt vậy nè. Chị có dán bùa chả đúng không? Chị có dán bùa đúng không? Càng nhìn càng mê. 2 phút nữa về nha. Về là tính từng phút từng giây. Ba. Nó có cắn luôn, em sợ chó luôn. Nó bình thường luôn chị. Em thích chị chứ không thích chó. Ê, chị ơi. Chị ơi. Hả? Ê, đừng. Hả? Ê, đừng. Bên kia, lại kia. 10:15 hả? Em về hả? Về cũng không biết làm gì luôn. Chị uống gì không? Để em mời nước. Đem về, đem qua đây uống. Chị cho em xin Facebook đi. Thường thường đó. Đem bấm rồi ra. Để em mốt có gì gọi. Nhắn tin cho dễ ha. Em về luôn mà, nhắn tin gì? Ý là ra Đà Nẵng thì nhắn chị. Đúng không? Em về thì có à? Chứ không ra nè chị Thương. Sao chị tìm em đi? Chị tìm em cũng được. Có gì mốt lên là em hú chị. Em hú chị hỏi chị có làm còn làm không? Nghỉ rồi. Bút riêng được không? Đúng rồi đó. Cái mặt baby cute là em đó. Đúng rồi, cute hả? Hay là em ngồi đây chút được không? Tự nhiên muốn ngồi một chút hoài luôn á. Thôi đúng 10:30 về ha. Chị có làm gì không? Có con phiền gì không? Không ạ. Chị thôi không uống nước gì hả? Em mời mà. Đó giờ Đà Nẵng này lên lần đầu tiên em mời một người con gái á. Mà là bị từ chối là hơi buồn á. Em mua về chứ không có đi. Thôi gì tí nữa là mình lại mua ha. Là lại ghé đưa chị con gái gặp chị lần nữa đi. Tối mà. Thôi bơm lấy mẹ đi để chú. Để chú về nha. Không, nó giả vờ đi nó quanh lại đó. Không. Nó giả vờ ơi. Giả vờ là nó. Ừ. Khôn vãi. Khôn ghê ha. Trời ơi. Hai đứa kìa. Mấy mốt mà em với chị xa gặp lại nhau cũng vậy luôn á. Đúng không? Về nha mẹ ơi. Về nha.
bắt tay cái nè. À, không phải bắt tay mẹ chứ phải bắt tay bơm. Tắm đi. Về nha. Rồi thôi bơm bơm. Nè nè nè, thương chị thương lên đây ngồi được. Chị thương lên đây ngồi được. No bơm bơm gì đâu. À, bơm bơm đừng đừng bơm. À. Ờ tắm đi ha, em về ha. Tự nhiên. Bye bye. Tắm thiệt á. Bye bye. Bye bye. Tối ghé ha. Tối ghé mua nước rồi về. Bơm ơi chú về nha. À mẹ có nuôi cá nữa kìa. Bye đi. Bơm, bye bye cháu em bơm. Hả? Nè điện thoại nè. Lấy em chơm luôn thì sao? Chơm thì lấy lại. Chơm thì lấy lại, chơm tao lấy. Tin tưởng quá vậy, mới có một lần à. Có cài mã rồi. Đúng là người miền Trung ha. Lấy về dùng cũng được. Chị lấy chị thương về dùng được không? Lấy về mấy con nuôi tốn tiền. Mấy con nuôi tốn tiền hả? Lấy chị thương về là gì, là có người quấn chết. Đúng không? Cái đó chị thương có người yêu rồi. Biết mà. Chưa có. Chị thương làm cho em gây thương nhớ cho chú xong rồi chưa, xong rồi mới biết là xong rồi mới nói là có người yêu hay chưa. Thì là mà chú. À nhà chị cũng có bếp nút đồ quá trời ha. Không thiếu. Lâu rồi em xa nhà mấy bữa nay không có ăn cơm gia đình gì hết. Phải chi được chị thương mời ăn. Nhưng mà giả sử như có nấu thì có mời ăn không? Giờ ơi. Thúi thật chứ. Bình thường nấu hả? Trời ơi, định mệnh em với chị chỉ có vậy sao sao? À, nãy làm tính 10 giờ 15 về, bây giờ nướng nửa tiếng rồi đó. Tắm cho chó. Tắm cho chó hả? Thấy gầu đào cho người. Chị tối nay có muốn em ghé không chị Thương ơi? Em ghé được không á? Hả? Tối ghé ha. Uống nước gì? Trà sữa hả? Tầm mấy giờ? Ôi, không mất công. Sữa à, nhưng mà uống nước mấy tầm mấy giờ qua được? Thì mấy giờ em về? 11 giờ á.